bóng đá 24 giờ sống trên đường pit. Vâng, các bạn, đây là banner cổ vũ của hội cổ động viên câu lạc bộ Công an Hà Nội trước trận gặp Viettel. Hiện tại thì chúng ta có thể thấy là vấn đề ba đội, có nghĩa là tranh chấp trên hàng đẩy, bao gồm câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Thành Công Viettel và câu lạc bộ Công an Hà Nội đang là một trong chủ đề hot nhất. Và theo thông tin mà được báo chí đăng tải, hiện nay chưa có bất kỳ câu lạc bộ nào muốn rời khỏi sân hàng đẩy cả. Và đây là ngày hôm nay thì hội cổ động viên của đội Công an Hà Nội đã sử dụng cách này để tuyên bố, có thể nói là tuyên bố chủ quyền tại sân vận động Hà Nội, khi mà họ dùng sổ đỏ đây ạ, thiết kế giống hệt một sổ đỏ đội bóng đá Công an Hà Nội sân nhà Hàng Đẫy cấp năm 1956. Ngày hôm nay thì fanpage của đội Công an Hà Nội đăng một dòng trạng thái có thể nói là tương đối gây tranh cãi khi họ khẳng định đây là sân chính chủ của mình. Và trong vài ngày qua thì lần lượt câu lạc bộ Hà Nội cũng có những thiết kế, cũng có những lần làm truyền thông phần nào khẳng định Hàng Đẫy là nhà của họ. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sân vận động Hàng Đẫy sẽ là của đội bóng nào và câu lạc bộ nào sẽ phải rời khỏi sân đấu này. Mã phích không theo đúng quy định và điều lệ của giải đấu. Đề nghị các lực lượng bảo vệ an ninh thu hồi mã phích không theo đúng điều lệ. Thưa quý vị, các bạn, vậy là tấm áp phích này đã bị ban tổ chức V-League yêu cầu gỡ xuống. Với lý do ban tổ chức đưa ra là không phù hợp. Vâng, đây là tấm áp phích đã bị cuộn lại và đội cổ động viên đội Công an Hà Nội không được sử dụng trong trận đấu với Thành Công Viettel. Các bạn, đây là hình ảnh của trung vệ Bùi Hồng Việt Anh, người đã dính chấn thương rách môi và phải khâu 24 mũi trong trận Thành Công Viettel và Công an Hà Nội hồi cuối tuần vừa rồi. Hôm nay thì Việt Anh chắc chắn là đương nhiên là không thể thi đấu rồi. Tuy nhiên thì cầu thủ này vẫn tới sân Hàng Đẫy để cổ vũ và tiếp lửa tinh thần cho các đồng đội trong một trận đấu để nói là rất quan trọng và khó khăn này. Đây là hình hiện tại của Bùi Hồng Việt Anh, thì tất nhiên là ở phần môi mà bị va chạm thì Việt Anh vẫn phải sử dụng băng để băng lại. Tuy nhiên thì chấn thương này thực sự thì cũng không quá nghiêm trọng, và Việt Anh mới đây thì cũng đã có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Indonesia tại vòng loại World Cup vào cuối tháng 3 này. Rất hy vọng là Việt Anh sẽ sớm bình phục để có thể trở lại thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ lại đá bóng đúng hôm giao thừa này. Vâng, thưa bạn, vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội Thành Công Viettel. Như vậy đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của đội Thành Công Viettel trước đội Công an Hà Nội. Đây, các cầu thủ Viettel đang ăn mừng, còn các cầu thủ Công an Hà Nội thì đang rất thất vọng.
lời phỏng vấn. Ban tổ chức xin mời cầu thủ Nguyễn Đức Chiến của câu lạc bộ Viettel, thể công Viettel di chuyển về khu vực khán đài A để trả lời phỏng vấn. Kết thúc trận đấu, ban tổ chức kính mời huấn luyện viên trưởng hai đội bóng quần áo, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội trả lời phỏng vấn trước. Anh ơi, chân mình có vấn đề gì mà phải đi tập tễnh nhỉ? Đau của chân. Đau của chân hả anh? Vâng. Anh ơi, anh béo, anh béo, anh béo ơi. Cô em gái. Tối mai đi. 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 Tối mai đi.